Chiến thuật sử dụng UAV mới của Nga khiến Ukraine ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đánh chặn. Các cuộc oanh tạc gần đây của Nga và một loạt thành phố Ukraine đã làm dấy lên một xu hướng mới đáng lo ngại đối với Kiev. Đó là ngày càng có nhiều máy bay không người lái cảm tử của Nga xâm nhập hoặc né thành công hệ thống phòng không của Ukraine. Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Ukraine trong tuần qua, bắt đầu từ đêm 29 tháng 12, 2023 và tiếp tục kéo dài đến đầu ngày 2 tháng 1 năm 2024. Ukraine đã đáp trả bằng việc tấn công thành phố biên giới Belgorod của Nga vào ngày 30 tháng 12. Theo giới phân tích, những cuộc tấn công chớp nhoáng của Nga nhằm mục đích đánh sập cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế nước này và làm xói mòn ý chí quân đội đối phương. Một thành viên quốc hội Ukraine Oleksandr Meresko cho biết, trong một cuộc xung đột tiêu hao, vấn đề cốt yếu là bên nào sẽ chống chịu tốt hơn. Ukraine sẵn sàng chiến đấu trong nhiều năm vì chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Ukraine đã sử dụng vũ khí phòng không đa dạng của nước này do phương Tây cung cấp để bắn hạ các loại đạn dược, UAV và tên lửa của Nga. Nhưng Moscow cũng đang điều chỉnh chiến thuật để các cuộc tấn công đạt hiệu quả cao hơn. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết, có sự gia tăng đáng kể tỷ lệ máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất xuyên thủng hoặc né tránh hệ thống phòng không của Ukraine. Cũng theo viện này, trong các cuộc tấn công vào các ngày 30 và 31 tháng 12, Nga đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các cơ sở dân sự, quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine ở Kharkov, Kherson, Mykolaiv và Zaporozhye. Trong số 49 máy bay không người lái Shahed mà Moscow sử dụng, không quân Ukraine chỉ bắn rơi được 21 chiếc. Viện này lưu ý tỷ lệ đánh chặn của lực lượng phòng không Ukraine thấp hơn đáng kể so với trước đây. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Ignat cho rằng sở dĩ tỷ lệ đánh chặn thấp hơn dự kiến là có sự thay đổi trong chiến thuật sử dụng máy bay không người lái của Nga. Theo các blogger quân sự của Nga, Moscow đang thực hiện một loạt các biện pháp khiến máy bay không người lái của họ hoạt động hiệu quả hơn. Chẳng hạn, biến thể mới của UAV Shahed được biết đến với tên gọi Geranium, được sơn màu đen và một số thậm chí còn được trang bị động cơ phản lực. Bên cạnh đó, chúng được làm bằng vật liệu hấp thụ một phần tín hiệu vô tuyến, khiến radar khó phát hiện hơn. Điều này khiến các đội săn máy bay không người lái của Ukraine ngày càng gặp nhiều thách thức lớn. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời ông Yuri Ignat nêu rõ, Nga đã sử dụng vật liệu carbon, vật liệu hấp thụ tín hiệu radar và thay đổi màu sơn. Điều này sẽ làm phức tạp công việc của lực lượng phòng không, đặc biệt gây khó khăn cho quá trình trinh sát của các nhóm hỏa lực cơ động. Sự thay đổi chiến thuật của Nga đã dẫn đến sự thay đổi luật chơi. Ông Ignat cho biết thêm, kể từ khi xung đột nổ ra đến ngày 31 tháng 12, Nga đã phóng khoảng 3.700 máy bay không người lái cảm tử vào Ukraine. Trong đó, lực lượng phòng thủ Ukraine đã bắn hạ khoảng 2.900 chiếc. Bình luận về phát biểu này, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết, vẫn chưa rõ liệu tỷ lệ đánh chặn của Ukraine có tiếp tục giảm hay không. Nga được cho là đã triển khai cả UAV góc nhìn thứ nhất và UAV tự sát nhắm vào các thành phố lớn của Ukraine, chủ yếu tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quân sự. Chẳng hạn, trong cuộc tấn công thành phố Odessa thời gian gần đây, Moscow đã sử dụng 44 máy bay không người lái. Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 34 chiếc, nhưng những chiếc còn lại đã phá hủy nhiều cơ sở năng lượng, khiến Ukraine mất điện trong nhiều ngày. Ngoài việc sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất FPV và UAV tự sát, khiến tiền tuyến trở thành cơn ác mộng với đối phương, Nga cũng đã cố gắng áp đảo lực lượng phòng không của Ukraine bằng các cuộc tấn công liên tục bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Cuộc xung đột tại Ukraine được định hình bằng mối đe dọa thường trực từ máy bay không người lái khi quân đội hai nước đều tận dụng tiềm năng chiến lược và tính sát thương của chúng. Nga và Ukraine không chỉ sử dụng các máy bay không người lái quân sự như R-18 hay Shahed mà còn sử dụng máy bay không người lái thương mại. Bên cạnh những UAV giá rẻ và dễ lắp ráp chẳng hạn như DJI Mavic của Trung Quốc, cả Nga và Ukraine cũng sử dụng những UAV có chất lượng cao, được tích hợp bom và nhiều loại chất nổ. Trong tất cả các loại máy bay không người lái, UAV FPV được cho là lợi hại hơn cả. Nhưng việc vận hành đòi hỏi các binh sĩ phải thành thạo rất nhiều kỹ năng. Chúng được sử dụng để thực hiện những thao tác thực sự đáng kinh ngạc. Chúng có thể tiêu diệt những hệ thống được bảo vệ tốt và kiên cố như xe tăng, bay vòng quanh thân xe để tìm ra điểm dễ tấn công nhất và tạo ra lực sát thương tối đa. Đối với một số trường hợp, việc sử dụng một máy bay không người lái đơn lẻ không hiệu quả. Khi đó, các đơn vị vận hành có thể triển khai một loạt UAV để săn lùng mục tiêu, truy đuổi binh sĩ đối phương, tiêu diệt xe tăng hoặc xe chiến đấu bọc thép. Chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, Stacy Petion, lưu ý,
UAV đang định hình sự nhận thức mới về xung đột và các video trên chiến trường có thể cung cấp cho người xem bức tranh toàn cảnh về quá trình hoạt động của chúng. Tất nhiên, chúng không thể đại diện cho những gì đang diễn ra rộng rãi trong quá trình chiến đấu. Cảnh tượng phá hủy đã đánh dấu khởi đầu năm 2024 của Ukraine sau khi Nga phóng tên lửa và UAV với quy mô lớn chưa từng thấy. Các cuộc tấn công bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 đã cho thấy một tương lai ảm đạm phía trước của Kiev khi Moscow chứng minh khả năng tiến hành xung đột lâu dài ở Ukraine. Justin Bronk, học giả nghiên cứu cấp cao tại Viện các quân chủng Hoàng gia Anh nhận định, nói một cách đơn giản, Nga đã dịch chuyển sang nền kinh tế thời chiến. Trong khi các quan chức tình báo phương Tây từng dự đoán quân đội Nga sẽ sớm cạn kiệt khả năng chiến đấu và buộc phải dừng tấn công, thì hiện nay Moscow đã xoay sở để huy động các cơ sở công nghiệp và sản xuất được nhiều hơn đáng kể so với thời điểm trước chiến tranh. Nga đã tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng để hỗ trợ chiến tranh và tái tạo năng lực chiến đấu. Mức độ sản xuất tên lửa tầm xa được sử dụng ở Ukraine đã tăng từ 40 lên 100 tên lửa mỗi tháng, ông Bronk cho biết. Quy mô cuộc tấn công trong những ngày qua, hoạt động mà Tổng thống Putin khẳng định sẽ chỉ ngày càng gia tăng, đã xác nhận cơn ác mộng của Ukraine trong những tháng tới và việc Moscow đang tích trữ kho tên lửa cho các cuộc tấn công dữ dội trong mùa đông. Các quan chức tình báo phương Tây nhận định với truyền thông Anh vào tuần trước rằng Nga đã dành nhiều tháng tích trữ tên lửa cho các cuộc tấn công mùa đông để áp đảo phòng không Ukraine, làm suy yếu khả năng của Kiev và buộc quân đội nước này phải phân tán sự chú ý. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak vào tuần trước cho biết: "Chúng tôi đang làm mọi thứ để tăng cường hệ thống phòng không của mình, nhưng thế giới cần thấy rằng chúng tôi muốn nhận được nhiều sự ủng hộ và sức mạnh hơn." Mục tiêu cuối cùng của các cuộc tấn công này, theo các nhà quan sát, dường như là nhằm khiến Ukraine cạn kiệt tên lửa phòng không sử dụng cho hệ thống Patriot và NASAM vào thời điểm Mỹ và EU đang tạm dừng hỗ trợ quân sự, dẫn đến kịch bản Ukraine không còn sự bảo vệ trên không. Bên cạnh đó, Moscow cũng tăng cường sản xuất đạn pháo. Trong chiến đấu, pháo đóng vai trò quan trọng với cả Nga và Ukraine. Một số nhà phân tích còn gọi nó là vua chiến trường, bất chấp xu hướng tập trung vào các vũ khí công nghệ cao mới hơn hiện nay. Nhà phân tích chiến tranh Michael Kopman nhận định, Nga đã có lợi thế pháo với tỷ lệ 3-1 trên chiến trường so với Ukraine. Còn cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodinyuk đã miêu tả tình hình của quân đội Ukraine là vô cùng cam go ở nhiều khu vực trên toàn bộ chiến tuyến. Ông nói, chúng tôi không ở trong trạng thái lạc quan và thư giãn, nhưng cũng không tuyệt vọng. Bất chấp cuộc phản công mùa hè thất bại trong một năm mà Ukraine chỉ giành được 392 cây số vuông, nhưng mất tới 684 cây số vuông lãnh thổ, Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn tập trung vào những khía cạnh tích cực. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economist ngày 2 tháng 1, ông đã khen ngợi lực lượng vũ trang Ukraine đã phá thế phong tỏa của Nga ở Biển Đen vào năm 2023 và giờ đây nước này có thể vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc bằng việc sử dụng một tuyến đường mới sát bờ biển phía nam Ukraine. Trong quá trình trên, Kiev tuyên bố đã phá hủy 20% hạm đội Biển Đen của Nga, gần đây nhất là đánh chìm tàu đổ bộ Novocherkass. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cho biết Kiev có thể tiếp tục các cuộc tấn công vào Crimea với ý định cô lập bán đảo này. Cũng theo Tổng thống Zelensky, Ukraine đang tăng cường sản xuất quân sự nhằm sản xuất 1 triệu UAV vào năm sau. Kiev bắt đầu hợp tác với các nhà sản xuất vũ khí, trong đó có các nhà sản xuất tại Mỹ, Anh và Đức để thúc đẩy sản xuất và các thỏa thuận thương mại mà theo ông Zelensky có thể khởi động các dự án quốc phòng có vai trò quan trọng với an ninh toàn bộ châu Âu. Trong khi quân đội Nga nắm thế chủ động trên tiền tuyến thì Moscow vẫn chưa thể đạt được bước đột phá đáng kể trong khi quân đội cũng chịu thương vong nhất định. Vì thế trong ngắn hạn, các nhà quan sát cho rằng Ukraine phải suy nghĩ về việc phòng thủ. Chuyên gia Kaufman nhận định Ukraine cần đào chiến hào và chuẩn bị các hệ thống phòng thủ cho mùa đông. Sau đó là đến vấn đề huy động quân đội. Cả Tổng thống Zelensky và các quan chức quân đội cấp cao dường như đều không muốn chịu trách nhiệm về việc quyết định tuyển thêm quân. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Biden chưa cam kết rõ ràng để Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrew ở Scotland, ông Philip O'Brien viết trên tờ Wall Street Journal rằng Mỹ đã từ chối cung cấp cho Ukraine những vũ khí họ cần để tấn công các mục tiêu của Nga. Ông cũng đặt câu hỏi liệu Tổng thống Biden có thực sự muốn Ukraine chiến thắng hay không. Theo ông O'Brien, trong khi Tổng thống Biden nói rằng Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine lâu nhất có thể, thì chính quyền của ông chưa bao giờ đưa ra cam kết rõ ràng với một chiến thắng của Ukraine. Theo đó, Kiev có thể giành lại tất cả các vùng lãnh thổ và trở thành một phần của NATO. Một chuyên gia quân sự khác, trong đó có Trung tướng Ben Hodge, đã nghỉ hưu, cũng kêu gọi phương Tây cung cấp cho Ukraine đầy đủ khả năng để tấn công các mục tiêu ở Crimea.
Như vậy, giữa bối cảnh Nga tăng cường không kích Ukraine và Kiev không từ bỏ các cuộc tấn công vào những vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát, triển vọng của bất kỳ tiến trình đàm phán hòa bình nào đều trở nên xa vời.